Chào tất cả quý anh chị, hôm nay mình giới thiệu tới quý anh chị một gốc giấy quái. Cây này là sắc pháo mà quý anh chị. Một gốc nó dặn đẹp không? Nếu mà ấy tàu tính là tàu chúng là trời nó 5 màu á. Gấp 5 màu luôn hả? Cái hoành ngay chỗ eo này là 87 đó quý anh chị. Nó sắn lên nè, sắn từng lớp một lớp rồi, cuốn lên nè. Cây này chắc tao quấn hồi nhỏ. Nó có mấy cục bú đẹp. Chiều cao cây này khoảng 1,5 m. Mặt này nó có đích là người đá không? Thân nó lắc là quên gì, lắc không có coi cho mình. Đây này làm cây bonsai luôn, cây bonsai loại đại đẹp ạ. Dưới này nó có cái giọng chữ C nè quý anh chị. Rồi quý anh chị nào thích cái bông giấy sát pháo thì giao lưu với mình là số điện thoại để dưới tiêu đề quý anh chị. Cây này là giao lưu giá 22 triệu tại chỗ quý anh chị, chưa tính tiền ship mà. Rồi quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ.